xa chỗ qua kia. Đó, mọi người nhìn thực tế chưa? Nè mình xoáy đi này, mình cua lên. Đó, cái giang lang rực rỡ đó. Đó, mình cất đi này. Đó, mọi người nhìn từ sau này mình xoáy qua này. Đó, rất là sẵn nha mọi người. Bây giờ cái mỏ hàng này cho mọi người, mà cái mỏ hàng này á là mình toàn trễ hết. Cái này á thì mình lấy cái tạp đồng cho mọi người, cái đồng ở trong cả cái cua motor á mình làm hàng rất là ngon, hơn cả là cái tạp mình mua nhá. Cũng có những cái clip trước á lâu rồi mình còn hướng dẫn là làm cái mỏ hàng này, mỏ hàng nhắn đẹp không được nhiều, cái mỏ hàng này rất là nhiều nha mọi người. Cảm ơn nhá. Mình mua khoảng chừng vài chục nghìn cái đồng này về để mình làm cả nắng mọi người. Nhưng có những cái clip trước á, mình có hướng dẫn là cách sửa mà hàng không nặng, gọi là hàng không ngọt á. Làm mà cái gì cũng vậy, do cái người sử dụng cho về mình phải tiện lại. Chứ còn mình mua thì mình dùng được một vài bữa thôi, xong vậy à. Nhưng mà người dùng nữa. Mình làm sạch cái này nó rất là mọi người dùng cái kỳ này, nó một cuốn như vậy là nắng lan nha mọi người, dài như thế này. Có phải mình hàng hết một cái cuốn này á. Khi làm thì các bạn giờ mang găng tay vào cái điểm kỳ á, làm nhiều giống như mình nó đeo khẩu trang vào. Sau cái hàng xong là mình phải rửa một cái loại hóa chất nha, để tẩy sạch những cái hàng thái nha mọi người. Cái giọt phóng này, cái giọt phóng này nó cũng có axit nha, nên cho mình cứ để như vậy thì nó làm cho bị oxy hóa, cho mỗi hàng nó không được chắc lắm này, nó sẽ bị oxy hóa nha mọi người. Để làm sạch nó đi. Nhưng cả cái công nghiệp người ta làm là điện tử thì người ta có phủ lên một cái lớp này, làm sạch xong ta phủ lên một cái lớp này chống oxy hóa này nhá, nhưng mình sẽ không có được cái đó. Chào bà con, khi mình hàng xong á là mình sẽ làm sạch những cái hàng thái này nhé, để cho nó khỏi bị oxy hóa. Lúc này là cái mỗi hàng này mình hàng xong là mình phải kiểm tra nó bó tròn trơn như thế này, nó không bị u lên nhé, để còn khi mình còn bọc cái ni lông này thì nó khỏi bị thủng, và cái mỗi hàng nó bị ăn xấu vào và nó bó tròn như thế này là nó được rất là chắc. Mọi người cùng xem này.
đấy là cái đề kháng sức mạnh nha mọi người. Rồi mình bọc lại. Và đấy là mình làm xong và mình đã bọc cái đề kháng dạng xe máy để chống lửa cho mọi người. Mình chùi sạch sẽ rồi bắt đầu mình mới dạng cái đề kháng này nhé. Đấy là mình làm xong một mở này. Cái này là cải tiến nhựa hoạt hết nha mọi người. Đấy, rồi mình làm xong mình dán vào cái chụp inox như thế này. Và ở đằng sau này là mình hàng thiệt để mà cho nước mà khỏi vàng nhé mọi người. Trước đấy thì mình dán silicone, nhưng mà silicone thì lâu ngày thì nó thời tiết nặng mưa thì nó không bảo đảm. Còn giấy điện này thì giấy điện 2.5 dài 3 mét, và sau đó mình dạng lên một cái miệng mica, cái kính mica 2 ly để chống lửa thêm một lần nữa. Còn ở phía sau này thì dưới phần lên mình dùng cái ống 3/4, ống dừa PVC đề nhất dày 3 ly. Xin chào mọi người. Bây giờ là sổ hàng này là mình chuẩn bị gửi đi này. Rồi các bạn là đã làm cho mình thì đợi khoảng tầm 3 ngày nữa là sẽ đến nhá. Đây có cái đêm trình nữa. Mình cố gắng làm rất là tích cực mấy hôm nay. Cái này là 180W này, hai màu này. Đây hai cây 180W hai màu. Cái này cũng 180W một màu. Cái này 125W một màu trắng. Mình thử lên một cái thôi cho mọi người xem, phải mất thời gian nhé. Rồi mình cắn thử xong đây. Mình xấu lên để đối những bạn mà đặt hàng. Rồi đợi. Đây là màu vàng tặng nhé. Đây là cái tải 125W này. Tất cả đã sẵn sàng chuẩn bị lên đường. Mọi người xem này, rất là sáng nha mọi người. Mình xoáy đi nè. Và phía sau này. Đấy, sau có phía trước này. Rất là sáng nha mọi người. Đây là mình đang thử một cái là 90W thôi nha mọi người. Nếu cái 125W là sáng hơn và cái 180W thì sáng gấp đôi cái mình đang thử đấy nha mọi người. Và ai đặt hàng thì xin liên hệ với mình số điện thoại 0834959169. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và cảm ơn những khách hàng tin tưởng đã đặt hàng cho mình trong 2 năm qua. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Bye bye, mình xin chào mọi người và dừng video ở đây.